và đặc biệt là xin tặng đến chung một là chưa bắt đầu đi đó, qua đó qua bên Mỹ lại bắt đầu dấn thân vào sương gió đó, chứ nó không vui đâu. Có lẽ chúng ta cũng điện thoại với nhau thường xuyên, nhưng mà có lẽ là sẽ không gặp trực tiếp nhau. Cho nên chúc chung lên đường bình an và chúng ta sẽ có ngày tay. Hãy subscribe.
nghĩ vậy đó. Hay quá. Tuyệt vời. Quá hay.